cơ duyên nào mà em lại gặp Hải Triều và tụi em lại quyết định kết đôi lại với nhau? Đi ngoài đường á. Anh biết không, em xem những cái clip của Jam TV thì có Triều tham gia, là Triều là khách mời. Lúc mà em xem nha, thật sự nha, em coi với nhóm em khen Triều. Em nói trời ơi, ở đâu tìm được cái bạn này duyên quá. Đó là đang trong hình hài của con gái hay trai? Con trai, con gái luôn. Rồi sau đó thì em mới nghe mấy bạn trong nhóm em cũng nói là Triều diễn ở sân khấu Thế Giới Trẻ. Lúc đó em cũng biết luôn. Thì có một cái hôm là hai đứa gặp nhau ở ngoài quán cà phê. Em đang từ cái quầy bước ra, Triều bước vô, hai đứa gặp nhau vậy nè. Xé đánh cái đụng. Đó, mà hai đứa gặp nhau rồi. Rất là bình thường anh. Ừ, rồi, hết rồi đó. Đi luôn rồi. Rồi đi ngang luôn. Ừ, nhưng mà lúc đó là Hải Triều là đã biết. Biết, vẫn dạ. À, BB đúng không? Dạ, có biết. Nhưng mà cái này hơi bị ngộ nha. Có nghĩa là nếu như mà kiểu mà hai người đã biết nhau mà cũng đã từng có ý quan niệm về nhau thì phải dừng lại bắt tay nhau một cái chào hỏi, ê, xin chào, kiểu giống như là lúc đó em đi đâu đây, hoặc là Hải Triều đi đâu đây, kiểu gì đó. Tụi em lại không có cái kiểu đó anh. Tính cách là không có. Tính cách của tụi em là không có vậy luôn. Ví dụ như bây giờ tụi em mà gặp một ai đó mà tụi em chỉ biết trên truyền thông thôi, hay là trên TV thôi. Mà gặp tụi em ở ngoài đi nha, tụi em cũng sẽ không có mạnh dạn mà tới mà để bắt chuyện luôn. Nhưng mà nếu mà như vậy thì làm sao tụi em kết nối được với nhau sau đó? Kết nối được như là một dự án của Tú Trung. Đúng rồi, một cái dự án của anh Trịnh Tú Trung. Thì ảnh là một cái dự án phim ngắn. Thì ảnh mời hai đứa, thì bắt đầu lúc đó hai đứa mới nói chuyện với nhau. Rồi sau đó là Triều nhận một cái sự kiện là GN hay GN party của bên G1 á. Thì Triều tìm cái người diễn chung. Thì Triều mới nhắn với em. Thì hai đứa bắt đầu mới đi diễn chung. Rồi bắt đầu mới làm việc. Anh thấy là thật ra là các bạn rất là thành công khi diễn với nhau rất là ý, và tạo ra một cặp đôi chị em sóng gió. Sóng gió như cái gì? Sóng gió là thì trao đảo, trao đảo cộng đồng mạng. Kiếm đâu ra hai người mà đẹp đôi, mà chiều cao ngang nhau. Tại vì ví dụ như em mà quá cao, mà người kia mà thấp kiểu Ngọc Phước. Thì kiểu nó không vô được. Nhưng mà tự nhiên kiểu hai chị em hơi sinh đôi nữa, đúng không? Quá đẹp, kết hợp cùng với nhau. Thì lúc đó là tụi em có biết là mình nổi tiếng và thành công đến mức mà cộng đồng mạng dậy sóng như mình không? Thật sự là em với Triều bị cái tính là ham vui. Khi mà tụi em bắt đầu kết hợp với nhau á, là tụi em chỉ biết làm thôi đó. Nghĩ ra cái gì là làm cái đó. Rồi xong rồi em với Triều bắt đầu cũng đi với nhau, giống như đi diễn ở sân khấu nè, rồi đi tham gia mấy cái dự án của mấy anh chị khác. Thì bắt đầu tụi em cứ đi cặp với nhau. Xong bắt đầu từ từ cho một tới một cái lúc á mà khi mà tụi em làm chị em xà lụa, thì cái hiệu ứng mạnh lúc đó em mới biết là mọi người thích tụi em nhiều tới như vậy. Chứ ban đầu tụi em cũng không có biết luôn anh. Ban đầu tụi em không có để ý, tụi em chỉ biết làm thôi. Ngoài cái chị em xà lụa thì các bạn còn rất là thành công với những cái clip cover lại. Nhiều cái video clip của các nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có của ca sĩ Hồ Ngọc Hà nữa, đúng không? Hồi đó chính ra là tụi em siêng năng trong việc làm sản phẩm lắm. Ra đều đều luôn. Anh thấy là như là một năm cũng phải 2-3 cái dự án. Anh biết không, là bà Triều là luôn trong tâm thế sẵn sàng luôn anh. Có nghĩa là em chỉ cần nói, ê Triều, ngày đó đi quay phải không? Ok liền anh. Không, tại vì trống thì không rảnh. Ủa? Sao nó đúng quá vậy? Sao nó đúng quá vậy? Nếu mà dạ, bận thì làm sao? Chúng tôi nhấn mạnh đến khía cạnh chúng tôi chuyên nghiệp. Chúng tôi sẵn sàng ứng phó tất cả mọi tình huống rớt vô đầu chúng tôi. Mà hả? Anh đó, anh này là sự thật trần trụi quá. Anh lột một cái trụi hết rồi tôi ra. Chúng tôi đang ngồi lên, anh dìm chúng tôi xuống. Nhưng mà trộm vía là sau đó thì rất đắt show đúng không? Dạ. Show chậu ầm ầm. Và đến bây giờ anh còn được biết là ngay cả Hải Triều bây giờ đã mua được nhà rồi. Một căn rất là xịn sò. Đúng rồi, mua hai căn bình hào cũng đẹp. Ủa? Dữ vậy? Ủa, hai căn rồi. Không, hơi quá. Một căn thôi. Nhưng mà có hồ bơi trong nhà luôn không? Có hồ bơi luôn.